chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. 84 cuộc gọi trong đêm mưa bão. Dạo này, vợ chồng Tuấn suốt ngày cãi vã nhau. Lý do là Hà ghen vì Tuấn suốt ngày đi chung với cô thư ký trẻ đẹp, lả lơi. Bị vợ ép thừa nhận tội ngoại tình, Tuấn cứ cãi cho bằng được, để rồi cả hai tức tối không thèm nhìn mặt nhau. Giờ tan sở là Tuấn lại đến quán rượu hay hẹn bạn đi cà phê, tới khuya muộn mới về. Anh không muốn về nhà rồi nhìn thấy cái mặt chảy xị của chị vợ, nghe vợ nói những lời bóng gió khó nghe. Mấy hôm nay trời đất chả hiểu sao mà mưa lắm thế, mưa cả ngày lẫn đêm mãi không dứt, khiến Tuấn lại càng sầu lòng hơn. Cũng may hôm nay công ty có tổ chức tiệc cuối năm, anh đi luôn và quẩy tới bến. Giờ là lúc Tuấn được bung lụa, anh sẽ uống thật say, về quên quách cô vợ lắm lời kia đi cho đỡ mệt. Rượu chè hết tăng này đến tăng khác khiến Tuấn say mềm. Thấy điện thoại đổ chuông liên tục, Tuấn nghĩ là mụ vợ lại gọi làm phiền. Anh để im lặng luôn cho tha hồ mà gọi. Nửa đêm tỉnh dậy trong nhà nghỉ với mấy anh bạn. Mở điện thoại ra thấy báo có 84 cuộc gọi. Tuấn sốc. Định gọi lại cho số đó thì điện thoại anh đã rung lên. Bắt máy nghe cho xong, Tuấn lại sốc lần hai. Khi đầu dây bên kia hét lên, về nhà ngay, vợ mày chết rồi. Là giọng của mẹ anh. Tuấn hoảng hồn, còn chưa thể tin vào tai những gì mẹ vừa nói. Cúp máy xuống, Tuấn vội vã bắt taxi về nhà xem có chuyện gì đang xảy ra. Sao vợ anh lại chết được, mà chết vì lý do gì? Rõ ràng cô ấy chỉ ở nhà thôi, có đi đâu đâu mà chết. Mưa rét trong đêm cùng tiếng gió rít khiến Tuấn lạnh và sợ hãi về những điều mẹ vừa thông báo vô cùng. Nhà anh tận sâu trong ngõ hẻm, ô tô không vào được. Tuấn đội cả trời mưa, lau như bay vào nhà. Thì chết sững, thấy nhà mình đông người lắm. Còn vợ anh thì nằm im, trên gương mặt trắng chợt nhuốm đầy máu. Ôm chầm lấy vợ, vén mấy sợi tóc che mặt vợ. Tuấn run run không cất lên lời mà khóc không ra tiếng. Ôm vợ, xót thương trước sự ra đi của vợ, Tuấn quay qua hỏi mẹ. Tại sao cô ấy lại chết? Mẹ anh kể lại rằng, vợ anh đi tìm anh cả buổi tối, vì sáng nay cô thấy chồng đi làm, không cầm theo áo mưa.
Nhưng vừa ra tới đầu ngõ thì bị xe tông. Rồi mọi người đi tìm Tuấn khắp nơi, nhưng không thấy, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy. Nghe từng lời mẹ kể lại, Tuấn càng thêm đau thắt. Vợ anh đi tìm anh cả buổi tối chỉ vì sợ anh bị ướt mưa thôi. Mẹ anh lại lên tiếng trách trong nước mắt. Con bé nó thương, quan tâm mày đến vậy, nhưng mày đã làm gì cho nó? Bồ bịch, gái gú, rồi lại làm khổ vợ mày thế này. Anh buồn bã nói, con không phản bội vợ, là cô ấy suy nghĩ lung tung rồi gán cho con tội đó thôi. Thôi mẹ đừng mắng con nữa, để con được ở bên vợ một lúc được không? Con đã đau đớn lắm rồi. Nghe Tuấn nói vậy, mẹ anh không nói câu gì nữa. Bà quay mặt đi, gạt giọt nước mắt, thương đứa con dâu tội nghiệp mà trách con trai mình ngàn lần. Ngày hôm sau tổ chức tang lễ cho vợ, Tuấn cứ ôm lấy quan tài của vợ mà khóc tu tu như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi ngoài đường. Nếu như anh chịu giải thích với vợ, không ham mê tiệc tùng mà về nhà ăn với vợ bữa cơm thì mọi chuyện đâu đến nỗi này. Tất cả là tại anh hết. Giờ đây, nhìn vợ nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo kia, Tuấn chỉ ước giá như có thể chết thai. Anh nguyện nằm trong đó để vợ sống lại. Vợ anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc, nhưng chính anh đã cướp mất đi sự sống và hạnh phúc của vợ mình. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.